Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Ngày hôm nay tôi xin rất vui mừng được giới thiệu đến tất cả các bạn một sản phẩm hoàn toàn mới, một sản phẩm của nhà máy ô tô Chiến Thắng vừa mới ra mắt trong khung khổ tháng 6, tháng 7, 2024 này. Một sản phẩm mà nó ra để có thể hỗ trợ được các bác tài trong cái công tác là chở vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng có cái tải trọng cực kỳ lớn. Thời điểm giờ là một thời điểm mà vẫn rất khó khăn trong cái việc mà chạy quá khổ quá tải, tất cả các xe chỉ có thể chạy bằng thành và chạy đúng tải trọng. Thì nhà máy ô tô Chiến Thắng đã kịp thời cho ra mắt cái dòng sản phẩm Wow VAV với tải trọng lớn 7 tấn 48 đúng trong đăng kiểm. Một cái sản phẩm mà nhà máy Chiến Thắng kết hợp với cả tập đoàn VAV này. Trước đây thì chúng ta đã có rất nhiều sản phẩm của VAV cùng với cả nhà máy Chiến Thắng, ví dụ như là 2 tấn 4 tải thùng hay là 4 tấn 98 hay 5 tấn 9. Nhưng bây giờ có một sản phẩm mới, đó là 7 tấn 48. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu qua cái sản phẩm 7 tấn 48 của nhà máy ô tô Chiến Thắng này xem nó có gì hay ho nhá. Đầu tiên thì cái cabin. Cabin thì chúng ta nhìn nó rất giống với con 5 tấn 9 đúng không ạ? Khá là giống đấy ạ. Tại vì nó chung một mẹ mà, chung một cái tập đoàn Wow. Chính vì vậy nó có cái cabin rất giống 5-9 nhưng nó rộng rãi hơn rất nhiều. Rộng hơn đấy ạ. Vẫn là cái cụm đèn đứng này, rồi lưới tản nhiệt phía trước cùng với cả cái logo của VAV. Đó, sáng bóng luôn. Trông khá là ngầu. Cái mặt trước của nó trông khá là ngầu. Rộng rãi nhá. Con này cabin của nó là 3 chỗ ngồi. 3 chỗ ngồi đấy ạ. Rất rộng. Chúng ta có cái cột A đây nhỏ vì thế gần như là không có góc chết này. Chúng ta không góc chết đâu. Kèm theo nó thì cái bộ gương chiếu hậu nó được chia hai tầng. Rất hợp để chúng ta có thể là vừa soi lốp vừa soi phía sau. Rất an toàn đấy ạ. Cái này là một cái sáng kiến rất chi là hay. Rất hay, rất nhiều công dụng. Trước đây chúng ta cứ phải lắp thêm một cái gương phụ nhưng bây giờ không cần đâu ạ. Chúng ta có sẵn cái gương hai tầng này rồi. Đó. Và con này thì đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Tất cả các xe thời điểm giờ ra mắt đều phải đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Đó. Nó được sử dụng cái khối động cơ lên đến 95 kW. Tôi lật cabin lên để các bạn có thể nhìn rõ cái khối động cơ nó ấy. Rồi, chúng ta nhìn cái khối động cơ. Khối động cơ 95 kW cho một con xe mà tải trọng là 7 tấn rưỡi. Không phải là quá to cũng không phải quá nhỏ. Các bạn có thể chở đủ tải trọng 7 tấn rưỡi, ngoài ra vẫn có thể cơi nới lên được chạy 10 tấn hơn 10 tấn với khối động cơ này. Đó. Vì sao ạ? Vì cái khối động cơ nó sẽ đi phối bộ cùng với cả cái bộ ly hợp của hộp số mà nhà máy Chiến Thắng thì kết hợp với cả tập đoàn VAV cho ra đời. Ly hợp và số cực lớn. Bạn nhìn này, hộp số to lắm ạ. Số này khá là to đấy. Số này thì tương đương với cả các xe mà tầm khoảng độ 8 tấn 8 tấn rưỡi. Hộp số rất to. Ly hợp lớn này. Bạn nhìn chưa? Đó. Chính phối bộ từ đầu đến cuối cho cái xe có cái độ bền và độ ổn định rất chi là lớn. Các đăng cũng rất chi là to. Một lát nữa chúng ta sẽ nhìn các đăng với cả cầu. To. Rồi. Còn thùng thì sao ạ? Thùng của nó thì dài 3m11, rộng 2m26. À nhầm, 3m11, rộng 2m09. Rộng của nó 2m09 ạ. Và thành cao 78cm. Thùng này thì chúng ta có thể chạy vật liệu xây dựng, vừa có thể san lấp được. San lấp cũng được đối với cả những chiếc xe như này. Đi kèm với nó là cái bộ lốp của nó là lốp 825-20. La răng lên la răng 20 rồi, la răng lớn rồi ạ. Đó. Acquy 24V. Bình hơi được đưa hết ra ngoài, dễ sửa chữa này. Kèm theo nó là bình đựng dung dịch ure. Đó. Tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Bắt buộc tất cả xe đều phải có bình đựng dung dịch ure để phun trực tiếp cổ xả. Đảm bảo cái khí mình ra ngoài môi trường nó an toàn hơn, thân thiện hơn. Bộ lọc gió thì đưa ra ngoài rất tiện này. Lọc khô này, chúng ta có thể dễ dàng tháo rời ra để có thể vệ sinh này. Tiện lắm. Đó.
Xe thì có sẵn điều hòa nhá. Tôi nhìn thấy điều hòa đây rồi. Xe sẵn điều hòa đây rồi. Đầy đủ nhá. Phanh hơi lốc kê thì được đưa hẳn lên trên, thiết kế rất chi là gọn này. Đó. Dàn nhíp trước đây, các bạn thể tiện đây, các bạn nhìn dàn nhíp trước này. Mấy lá đây? 1 2 3 4 5 6 7 8 lá. 8 lá, giảm chấn đầy đủ. Ok. Khá là chắc chắn. Rất chắc chắn đấy ạ. Tập đoàn WAVK thì từ trước đến giờ có những cái sản phẩm đưa về chiến thắng thì ra đời khá là tốt, được tất cả các bác tài khi mà sử dụng phản hồi khá là tốt với dòng xe này, nó ổn định. Đây ạ, bây giờ chúng ta nhìn cùng nhau nhìn. Đây, cầu đây. Cầu 5.83. Cầu 5.83 này chúng ta có thể vừa săn lấp được, chạy săn lấp được. Vừa có thể vừa vật liệu xây dựng nữa. Đó. Dàn nhíp sau đây ạ. Nhíp sau thì là nhíp bó 2 tầng nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6. 7. Tổng cộng 17 lá nhíp tất cả, 2 tầng. Bộ trần được khá là vững chãi đấy ạ. Còn chassis thì vẫn là chassis lồng hai lớp rồi. Nó là đặc trưng rồi. Chúng ta có thể chịu vắn soạn vặn này, xoắn này, chịu tải tốt này. Tôi rất thích cái dàn chân và bộ gầm của nhà máy Tôi Chiến Thắng thiết kế ở con xe này. Cầu số nhíp chassis. Nó là một phối bộ cực kỳ là tốt. Rồi, ở phía bên này chúng ta còn có gì nữa không? Phía bên này thì chúng ta còn bình dầu thủy lực. Bình dầu thủy lực cũng được đưa ra ngoài. Kèm theo nó là bình dầu diesel. Bình dầu diesel thì bây giờ là tất cả các xe đều sử dụng cái chất liệu mới nhá. Nó không phải dùng tôn kẽm như ngày xưa đâu. Dùng chất liệu mới, chúng ta có bình dầu diesel sẽ bền hơn. Đó. Đấy. Hộp cầu chỉ được đưa ra ngoài bọc cẩn thận. Chúng ta có thể xịt rửa thoải mái. Đó. Xem thùng là thùng thiết kế khá là dày dặn này. Với những đố ngang này. Đố ngang dày đấy. Tôi nhìn thấy cái đố ngang của nó thiết kế dày này. Đây, cách nhau khoảng độ 30 phân đã có một cái đố ngang này. Chịu tải tốt này. Cộng với nó một cái điểm nữa này là cái ben tháp ben chữ A này. Các bạn có thể nhìn. Tháp ben chữ A, cái ben này rất hiệu quả. Đó. Có cả các miếng táp ở thùng này. Đó. Đánh giá sơ bộ con quang này. Rồi chúng ta cùng nhau thử trong cabin nó có gì nữa không. Rồi. Trước đây thì những cái sản phẩm trong khuôn khổ 5 tấn 6 tấn của nhà máy Tôi Chiến Thắng kết hợp với Wow thì cái nội thất của nó sẽ chia làm hai màu. Nhưng cái con này nội thất nó chỉ một màu thôi ạ. Chúng ta nhìn thấy một màu, nó liền mạch. Và cái thiết kế thì nó cũng không có gì quá nổi bật, nhưng mà rất chắc chắn, cái nhựa nó chắc. Công nhận nhà máy Chiến Thắng bây giờ lắp ráp xe ra chất lượng hơn rất nhiều. Đó. Chắc chắn. Hay này. Con này sử dụng số 2 tầng này. Đây các bạn nhìn thấy đây. Tổng cộng là 8 số tiến và 2 số lùi. Số 2 tầng. Đấy. Đây mới đúng là số 2 tầng này. Một cái điểm cộng này. Kèm theo nó thì tất nhiên có điều hòa đi kèm rồi. À đây. Đây nữa. Để tôi bật đây. Đổ máy đây. Màn hình Android. Một màn hình Android đi kèm. Ở đây có cả cam hành trình này. Có cam lùi không? Để vào số lùi nhá. Có cả cam lùi luôn các bạn ạ. Rất hay. Thêm cả cam lùi nữa. Có cả cam lùi luôn. Đó. Một màn hình giải trí vừa có cả cam lùi vừa có cả cam hành trình cho các bạn. Đó. Và con này thì cũng giống như là đàn em của nó 5.9 ấy, chúng ta sẽ dùng cái lên xuống công tắc ben điện nhá. Công tắc ben điện hết ạ. Không còn phải là cực khí nữa. Đó. Lên xuống kính cũng bằng điện rồi. Và tất nhiên là chìa khóa cũng là chìa khóa điện. Các bạn cần tham khảo gì thêm cái sản phẩm 7 tấn 48 của nhà máy ô tô Chiến Thắng thì hãy liên hệ ngay chúng tôi nhé. Và bây giờ từ mùng 1 tháng 9 2024 thì đang được giảm 50% lệ phí trước bạ ạ. Các bạn có nhu cầu tìm hiểu
nghiên cứu và muốn sở hữu cho em này thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn đến tất cả các bạn 24/7. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.